Không lẽ thầy Minh Tuệ đi hoài, đến bao giờ thì thầy Minh Tuệ ngừng đi? Thầy Minh Tuệ có đi Tây Trúc như Đường Tăng hay không? Hay là thầy sẽ dừng chân ở Tây Ninh? Nhiều bạn gửi đến chúng tôi những câu hỏi rất buồn cười, rất vui, nhưng thật ra rất là tế nhị, thưa anh chị. Thầy Thích Minh Tuệ là một hiện tượng đặc biệt, xuất hiện trong một thời điểm đặc biệt, mang lại một dấu ấn đặc biệt. Mạng xã hội đã tổng kết một tháng thôi, thầy Minh Tuệ đã lập nên 13 kỷ lục. Tôi thêm một kỷ lục nữa là 14 kỷ lục. Các anh chị xem coi có hợp lý hay không. Rồi chúng ta bàn đến vấn đề thầy Minh Tuệ đi đến bao giờ. Cũng chung chủ này đề này mà thôi. Theo mạng xã hội, thầy Minh Tuệ trong vòng một tháng đã lập 13 kỷ lục. Thầy Minh Tuệ, tên thầy Minh Tuệ tìm kiếm trên Google trong 5 giây là 90 triệu lượt tìm kiếm. Hai, chỉ chưa đầy một tuần lễ, kỷ lục thứ hai, chỉ chưa đầy một tuần lễ là người nổi tiếng nhất trên tất cả các trang TikTok, YouTube, Facebook, Viber, Instagram, thầy Minh Tuệ. Kỷ lục thứ ba là người được chú ý nhất Việt Nam hiện giờ, hơn cả những người nổi tiếng nhất từ lâu nay, hơn cả những ngôi sao chính trị, ngôi sao ca nhạc, KOL trên mạng xã hội. Kỷ lục thứ tư, chưa đầy một tháng mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh, ảnh, phim, bài hát, quần áo, may mặc và thơ ca, đắp tượng. Năm, kỷ lục thứ năm, có một lỗi nội cung điện mà hàng triệu người phải nhắc đến, rất nhiều kẻ phải run sợ vì mất miếng ăn. Kỷ lục thứ sáu là người đi bộ khắp đất nước, đứng đầu Việt Nam. Kỷ lục thứ bảy là người ngủ ngoài trời, nghĩa địa, nhà quan, hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam. Kỷ lục thứ tám là người ăn xin duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn một bữa chay, không nhận tiền tài. Kỷ lục thứ chín là người bị khen chê, ca ngợi tung hô, đảnh lễ nhiều nhất Việt Nam. Kỷ lục thứ mười là người không sân si với đời, mà đời tự sân si. Kỷ lục thứ 11 là người không có trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà lại được giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng. Kỷ lục thứ 12 là người không muốn nổi tiếng mà nổi tiếng không tưởng. Kỷ lục thứ 13 là người đàn ông duy nhất ở Việt Nam không lấy vợ, bỏ nhà đi ăn xin mà rất nhiều người đàn ông khác đã có vợ muốn đi theo trải nghiệm. Xem coi như thế nào. Nồi cơm điện đã sẵn sàng, chỉ cần vợ nạt một tiếng là đi. Những kỷ lục này theo mạng xã hội thật phi thường. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng đây là những kỷ lục mà mang tính thời thượng, vui vui mà thôi. Có một thứ kỷ lục chưa được nhắc đến, đó là đối đáp của thầy Minh Tuệ. Thưa anh chị, thầy Minh Tuệ, chúng tôi xem lại những clip ban đầu của thầy cho đến bây giờ, chúng tôi thấy thầy Minh Tuệ đối đáp rất ngộ. Rất ngộ là như thế nào? Giống như một người khác trả lời thay cho thầy. Thầy Minh Tuệ như chúng ta đã biết không có sự kết nối nào cả, không có điện thoại, không có liên hệ với bất kỳ ai. Do đó không thể có bà Google hay ai trả lời thay thầy hết. Ban đầu thầy trả lời rất là thành thật, vô nghê, chân chất. Và chúng tôi nghĩ rằng với những cái bẫy truyền thông dâng ra trong vòng 3-4 ngày một tuần là thầy sẽ sập bẫy. Nhưng không, với những câu hỏi đầy mưu mô, hàng chục miếng phô mai trong hàng trăm cái bẫy, thầy Minh Tuệ vượt qua một cách rất là dễ dàng bằng những câu trả lời rất là đơn giản, như là có một sự kết nối thiêng liêng nào đó ở đâu đó, cả một kho tàng AI trả lời thay cho thầy. Và đó mới là kỷ lục lạ lùng nhất. Và chúng tôi xem những câu trả lời của thầy Minh Tuệ, đối đáp của thầy Minh Tuệ, thấy rằng nó không phải là ngẫu hứng, ngẫu nhiên, mà nó đầy thông tuệ, và nó phải xuất phát từ một bộ não, một kho tàng với một nền tảng kiến thức uyên thâm về Phật giáo, về văn hóa, chính trị, xã hội, và đặc biệt nữa là rất thâm sâu, dường như con người này đã mấy kiếp mấy đời rồi sống chung với bọn gian ác và biết rõ tường tận âm mưu của bọn họ. Cho nên trả lời rất dễ dàng, không bắt bẻ gì được hết.
Trong những câu trả lời của Thầy Minh Thừa, chúng tôi thấy được Phật Pháp, thấy được Nam Hoa Kinh, thấy được Đạo Đức Kinh, và thấy cả những tri hành hợp nhất của Dương Dương Minh nữa. Thật là kỳ lạ, phải không? Theo anh chị thì hiện tượng này được lý giải như thế nào? Xin mời các anh chị để lại ý kiến. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.